Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thư Côrintô thứ 2, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Côrintô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi. Hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng, vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Và hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy, chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này. Nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi, và chính mình anh em nhận biết, và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi. Ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giê-xu chúng ta. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Macedon, lại từ Macedon trở về nơi anh em. Tại nơi đó anh em cho đưa tôi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định, đến nỗi ở nơi tôi khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải khi thì phải, khi thì chăng vậy. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Sinvan và Ti-mô-thê đã giảng ra trong anh em,
chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vả, đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Corinto, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Chương 20. David trốn khỏi Na-dốt trong Rama, đến cùng Jonathan mà nói rằng: tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh mà người toan hại mạng sống tôi? Jonathan đáp cùng người rằng: chẳng phải thế, anh không chết đâu. Cha tôi chẳng làm một sự gì, bất luận lớn hay nhỏ, mà chẳng nói trước với tôi. Vậy, nhân sao cha tôi giấu sự này với tôi? Điều đó chẳng thể được. Nhưng David lại thề nguyền mà rằng: cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng: chớ nên cho Jonathan biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng: chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Jonathan đáp cùng David rằng: hễ anh muốn tôi làm điều gì thì ta sẽ làm cho anh. David tiếp rằng: mai là ngày mùng 1, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ 3. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt thì hãy nói cùng người rằng: David có nài xin tôi cho nó đi về Bethlehem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hàng năm. Nếu người đáp tốt thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tớ anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi. Cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh? Jonathan đáp lại rằng: chớ có nghĩ như vậy. Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay. David đáp cùng Jonathan rằng: nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh thì ai sẽ cho tôi hay? Jonathan đáp cùng David rằng: hè, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. Jonathan nói cùng David rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel làm chứng, ngày mai hay là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh như Ngài đã ở cùng cha tôi. Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của David. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa. Jonathan tiếp rằng: mai là ngày mùng 1, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy, vì chỗ anh sẽ trống. Ngày mốt chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ở ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xe.
tôi sẽ bắn 3 mũi tên về phía hòn đá đó, dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi và bảo nó rằng, hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng, kìa, các mũi tên ở bên này mày, hãy lượm lấy đi. Bây giờ anh hãy đến. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết. Nhưng, nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng, kìa, các mũi tên ở bên kia mày. Bây giờ anh khá đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Vậy, David ẩn trong đồng. Khi đến ngày mùng 1, vua ngồi bàn đặng ăn bữa, người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Jonathan đứng dậy và Abner ngồi bên sau lơ, còn chỗ của David thì bỏ không. Ngày đó, Saul chẳng nói chi hết vì tưởng rằng có sự rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi. Chắc hẳn hắn không sạch, đã phải sự gì ô uế rồi. Song ngày sau là ngày mùng 2, chỗ của David lại bỏ không nữa. Saul nói cùng Jonathan con trai mình rằng, cớ sao con trai của Isai không đến dự ăn bữa hôm qua và ngày nay? Jonathan thưa cùng Saul rằng, David có nài xin phép tôi đi đến Bethlehem mà rằng, xin để tôi đi, vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Ấy bởi cớ đó người không đến ngồi bàn. Bây giờ Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng, ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai. Đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Thật, hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng, cớ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David. Có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Jonathan bắn một mũi tên qua khỏi nó. Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Jonathan đã bắn, thì Jonathan la lên rằng, tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chớ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên rồi trở lại cùng chủ mình. Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi, đem nó về trong thành. Khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lại 3 lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình an. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Vậy David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Chương 21. David đến Nob gặp thầy tế lễ Ahimelech. Ahimelech run sợ chạy đến đón người mà hỏi rằng, nhân sao ông có một mình, chẳng ai theo hết vậy? David đáp cùng thầy tế lễ Ahimelech rằng, vua có sai tôi một việc và dặn rằng, chớ cho ai biết gì hết về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi.
ta đã chỉ định cho các tôi tớ ta một nơi hò hẹn. Bây giờ thầy có chi trong tay? Hãy trao cho ta 5 ổ bánh hay là vật gì thầy có thể tìm được. Thầy tế lễ đáp cùng đã viết rằng: trong tay ta không có bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các tôi tớ ông không có đến gần đàn bà. David đáp cùng thầy tế lễ rằng: từ khi ta đi ra vài ba ngày rồi, chúng tôi không có lại gần một người nữ nào hết. Các bạn tôi cũng thanh sạch. Còn nếu công việc tôi không thánh, thì ngày nay há chẳng nhờ kẻ làm thánh nó mà được thánh sao? Vậy thầy tế lễ trao bánh thánh cho người, vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn bánh trần thiết mà người ta đã cất khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng thế bánh mới cùng trong một lúc ấy. Cũng trong ngày ấy, có một tôi tớ của Sao-lơ ở đó bị cầm lại tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Người tên là Đô-e, dân Ê-đôm, làm đầu các kẻ chăn chiên của Sao-lơ. David nói cùng A-hi-mê-lét rằng: dưới tay thầy đây, há chẳng có một cây giáo hay là một cây gươm sao? Ta không có đem theo gươm hay là binh khí gì, vì lệnh vua lấy làm gấp rút. Thầy tế lễ đáp rằng: đây có cây gươm của Goliath người Philistin mà ông đã giết trong trũng Ela. Nó bọc trong một miếng nỉ để sau ephod. Nếu ông muốn lấy thì hãy lấy đi, vì ở đây chẳng có gươm nào khác. David đáp rằng: chẳng có gươm nào bằng, hãy trao cho ta. Bây giờ David trỗi dậy, ngày đó trốn xa khỏi Sao-lơ mà đi đến cùng A-kích vua Gát. Các tôi tớ của A-kích hỏi rằng: có phải đó là David vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng: Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. David để các lời này vào trong lòng mình và rất sợ A-kích vua Gát. Người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ dại khờ giữa họ. Người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. A-kích nói cùng tôi tớ mình rằng: kìa, các ngươi thấy người đó điên cuồng, cớ sao các ngươi dẫn nó đến ta? Nơi ta há thiếu kẻ điên sao, nên các ngươi phải dẫn kẻ này đến ta, đặng nó bày sự kỳ cục trước mặt ta. Một người như vậy chẳng nên vào nhà ta. Chương 22. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khổ, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người, và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Từ đó David đi đến Mít-bê trong xứ Mô-áp, và người nói cùng vua Mô-áp rằng: xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Mô-áp, và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. Nhưng Gác đấng tiên tri nói cùng David rằng: chớ ở trong đồn này, hãy đi đến xứ Giu-đa. Vậy David đi và đến trong rừng Hê-rết. Sa-lơ hay rằng người ta đã tìm được David và những kẻ theo người. Bây giờ Sa-lơ ở tại Gi-bê-a, ngồi dưới cây liễu sủ tơ trên nơi cao, tay cầm cây giáo, còn các tôi tớ người chầu chực bên người. Sa-lơ nói cùng các tôi tớ chầu chực bên mình rằng: hỡi dân Benjamin hãy nghe, có phải con trai Isai sẽ ban cho hết thảy các ngươi những ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi trông cậy nó sẽ lập các ngươi làm trưởng ngàn người và trăm người ư? Vậy cớ sao các ngươi hết thảy đồng mưu nghịch ta, và cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đã kết giao ước cùng con trai Isai? Nhân sao chẳng ai thương xót ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đã xui kẻ tôi tớ ta nghịch cùng ta, lập mưu hại ta như nó đã làm ngày nay? Bây giờ Đô-e người Ê-đôm làm đầu những đầy tớ của Sao-lơ thưa rằng: tôi có thấy con trai Isai đi đến Nóp vào nhà Ahimelech con trai Ahitub, người cầu vấn Đức Giê-hô-va cho hắn và có cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Goliath người Philistin.
Vua sai đòi Ahimelech con trai Ahitub là thầy tế lễ luôn cả nhà cha người, tức những thầy tế lễ ở tại Nob. Chúng thảy đều đến cùng vua. Sa-lơ nói: Hỡi con trai Ahitub, hãy nghe. Người thưa rằng: Chúa ơi, có tôi đây. Sa-lơ tiếp rằng: Cớ sao ngươi đồng mưu cùng con trai Y-sai mà nghịch cùng ta? Ngươi có cấp bánh cho nó và trao cho nó một cây gươm, cầu vấn Đức Chúa Trời cho nó để nó giấy nghịch cùng ta, lập mưu kế hại ta như nó đã làm ngày nay. Ahimelech thưa cùng vua rằng: Vậy, trong vòng đầy tớ vua, ai là người trung tín như David, làm phò mã vua, dự hội mật nghị của vua và được tôn quý hơn hết trong nhà vua? Có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vấn Đức Chúa Trời cho người sao? Tôi quyết không làm như vậy. Xin vua chớ ngờ một lời nào cho tôi tớ vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi, vì kẻ tôi tớ vua chẳng biết gì hoặc ít hay nhiều về điều đó. Vua đáp: Hỡi Ahimelech, thật ngươi và cả nhà cha ngươi đều sẽ chết. Vua bèn nói cùng các thị vệ đứng gần mình rằng: Hãy lại gần giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng nó giúp đỡ David, biết nó trốn mà không cho ta hay. Nhưng các đầy tớ của vua không khứng tra tay trên mình những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng chịu đánh họ nữa. Vua bèn nói cùng Đô-e rằng: Ngươi hãy lại gần đánh giết những thầy tế lễ. Đô-e người Ê-đôm lại gần đánh những thầy tế lễ, và trong ngày đó hắn giết 85 người mặc ê-phót bằng vải gai. Sa-lơ lại dùng gươm giết dân Nob thành của thầy tế lễ, người nam và người nữ, con trẻ và con đương bú, bò lừa và chiên, thảy đều bị gươm giết. Xong, một trong các con trai của Ahimelech, cháu của Ahitub, tên là Abiatha, thoát khỏi và trốn đến cùng David. Abiatha thuật lại cho David rằng Sa-lơ đã giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. David đáp cùng Abiatha rằng: Trong ngày ấy, ta hiểu rõ Đô-e người Ê-đôm có mặt tại đó, chắc sẽ học lại cho Sa-lơ. Ấy tại cớ ta mà cả nhà của cha ngươi bị chết. Hãy ở cùng ta, chớ sợ chi. Kẻ nào tìm hại mạng sống ta cũng tìm hại mạng sống ngươi. Ngươi ở cùng ta thì sẽ được bảo toàn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.